với chị hiện tại nếu như tình yêu đến thì chị có dè chừng với nó? Nếu như tình yêu đến thì mình phải đón vội chứ. Đón vội. Phải đón, mình chờ lâu lắm rồi chứ. Vậy tức là dù trải qua bao nhiêu lần đau khổ thì tâm thế của tôi vẫn là luôn luôn là có niềm tin vào tình yêu. Đúng rồi, tại vì mình nghĩ là không có gì vĩnh cửu. Dạ. Nên là khi mà đến thì mình đón và khi mà đi thì mình cũng sẵn sàng. Nếu mà bây giờ có ai đến là phải đón vội. Nếu như mình phải thích chứ. Phải thích liền. Mình phải thích. Nhưng mà em hỏi là với một cái người phụ nữ tạm gọi là có mọi thứ đi, giống như cái sự cảm nhận của khán giả bây giờ, có về sức khỏe, về chỗ dựa, có về tình yêu đối với hai đứa con gái nữa, vậy thì nếu như chị chọn một ai đó đứng cạnh chị thì chị có quá nhiều những cái tiêu chí khắt khe? Đến tuổi này mình đã đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên, cũng như là những thứ ra đi tự nhiên thì mình không còn khắt khe nữa. Dạ. Bởi vì mình đến cái tuổi mà mình đã hiểu rằng mỗi một người không ai trọn vẹn. Thì từ trước giờ thì bản thân lúc trẻ, lúc mà còn đang là một cô gái vàng thể thao mà mọi người ngưỡng mộ, tuổi còn trẻ còn có nhiều khát khao, nhiều ước mơ, thì mình cũng không đặt ra một tiêu chí nào trong việc tình yêu hay là trong cái việc mà kết hôn. Mình đã không có tiêu chí rồi thì bây giờ cũng vẫn thế.